Sự thay đổi thất thường của thời tiết trong những ngày qua đã ảnh hưởng đến sức khỏe của con người. Nếu cơ thể không kịp thích nghi thì rất dễ mắc các loại bệnh giao mùa như cảm cúm, sốt xuất huyết, sốt virus, viêm phổi, trong đó gia tăng nhiều loại bệnh, đặc biệt là nguy cơ đột quỵ não. Chỉ trong mấy ngày qua, Trung tâm đột quỵ Bệnh viện Bạch Mai đã tiếp nhận số lượng bệnh nhân tăng lên đột biến, nên các bác sĩ và nhân viên y tế luôn ở trong tình trạng song song với việc chống dịch, còn phải bảo đảm công tác an toàn người bệnh và nâng cao chất lượng khám chữa bệnh cho người dân. Trung tâm đột quỵ Bệnh viện Bạch Mai những ngày này, số lượng bệnh nhân nhập viện không ngừng tăng lên, trẻ có, lớn tuổi có. Nhưng điều đáng nói là nhiều người bệnh và người nhà bệnh nhân đều cho rằng đột quỵ là tự nhiên đến hoặc không hiểu rõ đột quỵ là căn bệnh như thế nào. Theo tôi thì sau khi tôi bị đột quỵ thì tôi nhận thức thấy là đột quỵ này nó cũng không có dấu hiệu gì là báo trước về vấn đề về bệnh tình của mình cả, mà nó tự đến thôi ạ. Gia đình tôi thấy ông mệt mỏi nên đưa ông ra viện. Thì ra đến nơi thì qua tình hình hỏi thăm bác sĩ thì bác sĩ mới bảo là ông bị đột quỵ. Chứ còn thì ở nhà cũng chưa hiểu về tình hình đột quỵ như thế nào. Theo tôi thì hiện nay thì là cái việc tuyên truyền nâng cao nhận thức về đột quỵ cho người dân nói chung là rất quan trọng. Và đặc biệt là cái giờ vàng. Chúng tôi mong muốn tức là người dân cần hiểu được cái sự nguy hiểm của đột quỵ đối với bản thân, đối với gia đình và đối với gánh nặng xã hội. Trung tâm đột quỵ Bạch Mai hoạt động theo mô hình trung tâm hoàn chỉnh, có sự kết hợp đa chuyên khoa nhằm đưa ra phương pháp điều trị tốt nhất cho người bệnh. Mỗi tháng trung tâm này tiếp nhận hàng ngàn bệnh nhân và cứu sống được rất nhiều bệnh nhân. Với số lượng bệnh nhân điều trị nội trú đông như vậy, nhưng tại đây luôn đề cao công tác phòng chống dịch bệnh COVID-19. Trong cái thời kỳ mà có dịch bệnh COVID thì bệnh viện Bạch Mai đã xây dựng các cái phương án cấp cứu riêng cho nhóm bệnh nhân COVID. Ví dụ như trung tâm đột quỵ cũng như trung tâm điện quang sẽ có các cái khu vực cách ly dành riêng cho bệnh nhân nghi ngờ COVID. Và khi bệnh nhân mà vào tiếp nhận nếu nghi ngờ COVID thì đều được cấp cứu nhanh nhất có thể, giống hệt như các cái bệnh nhân đột quỵ thông thường. Và sau khi hết quy trình, xong khi cấp cứu thì bệnh nhân sẽ được các cái khu vực cấp cứu sẽ được khử trùng để tránh lây nhiễm. Hiện nay về cơ bản dịch bệnh đã được kiểm soát trên phạm vi toàn quốc. Trung tâm đột quỵ Bệnh viện Bạch Mai nói riêng và các bệnh viện cả nước nói chung cơ bản đã trở lại trạng thái bình thường, triển khai thực hiện mục tiêu kép vừa chống dịch vừa chữa bệnh, bảo vệ sức khỏe cho nhân dân.